thoại khác, cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Phú Thọ. Alo, Phú Thọ đâu ạ? Vâng ạ. Tôi đang nghe bạn nói đấy, câu hỏi của làm gì vậy? À, vâng, xin chào em có hỏi gì cái này muốn chú tiếp cận tập nhất em mà. Bạn trình bày câu hỏi đi. Rồi thì chắc là vợ chồng em cùng với nhau 19 năm rồi. 19 năm. Anh thì suốt ngày gái hiếu rượu chè về cứ đánh vợ đánh con, sức chịu đựng của em giờ này nó không còn nữa cả. Thì em bây giờ em cũng muốn là chú tư vấn với em và em cũng không biết hỏi nhưng mà Thế à, tức là 19 năm nay bạn chịu sự gọi là hành hạ của chồng đúng không? toàn Anh bộ đấy ta là dùng cả bạo anh lực rượu nữa, vào rượu rượu chè cờ bạc rồi gái lại còn gái gú nữa. không cờ bạc À, thiếu anh mỗi cờ bạc thôi đúng không? Chưa và... trọn bộ. Các bạn là có với nhau là mấy đứa con rồi? em có ba đứa con đấy ạ, đứa Rồi. con đầu của em lớp 12 Năm nay là hai vợ 19 chồng bao nhiêu tuổi? và em 40 thì em 42 tuổi. Thế à, thế cuộc sống vợ chồng thì đang Cuộc nghề sống gì vợ đấy? chồng em thì nói thật là cuộc Đang sống thì về tiền bạc thì không phải là khó khăn nhưng mà anh ấy đi lái xe ấy. Anh à cũng biết người nọ người kia khi mà cuộc sống kiểu em biết và em chán. rồi, thế về hiện tại thì Một anh ta hàng tháng có đưa tiền về để vợ nuôi con và trang trải cuộc sống gia đình trước không? đây thì có nhưng bây giờ thì không có. Ồ, thế là một mình bạn nuôi cả ba đứa con và nuôi thậm chí là nuôi cả anh ấy nữa. Vâng, nuôi cả chồng. Ồ, bây giờ bạn mong muốn điều gì ở chương trình Cửa Sổ Tình Yêu? Bây giờ ví dụ như là thực chất là em cũng đưa đơn lên tòa từ năm ngoái rồi thì bây giờ là em muốn là ví dụ như em hỏi là vợ chồng em thực chất là em không còn tình cảm nữa thật anh em đối xử Rồi, tóm lại với là bây giờ là em bạn muốn ly hôn bởi vì bạn đã gửi đơn lên tòa. Thế sau đó thì tòa có gọi lên không? tòa gọi em 2 lần em không lên được Ừ, thế và nhưng mà tòa đúng là anh ấy cũng không thay đổi ý là bảo là sửa chữa không cái gì thì anh cũng không thay đổi mà tòa gọi em cũng không lên Thế và vâng tòa kết luận như thế nào? Là không giải quyết ly hôn à? ừ, ý là em tòa gọi anh 2 lần anh không lên thì mọi cứ bảo là anh không lên anh không bảo À, rồi. Anh không Đức Đoàn biết sẽ tâm sự với người bạn nào nhé. vâng Rồi câu chuyện anh đã nghe rõ. vâng ạ Điều gì mà níu kéo mình suốt 19 năm nay mình chịu đựng được cho đến bây giờ mới thấy oải rồi. thực chất là cháu cháu không biết giải thích nổi vì thực chất hai vợ chồng ở nhau 19 năm khi mà cách đây 2 năm thì anh ấy có đi gái thì cháu bảo anh là khi mà cháu làm ra tiền cháu nuôi được đàn con cháu thì cháu cũng không cần đến anh ấy thật nếu như cháu mở cửa hàng thì cháu làm ăn được thì anh ấy vẫn không thay đổi thì cháu mới tức quá thì cháu bảo là cháu buông xuống cháu không cần thì từ đấy là cháu cũng không quan tâm nữa thích đi sớm đi muộn đi đâu kể cả về đi gái về cháu không nói gì nhưng mà lúc đấy thì ví dụ như lúc anh không rượu thì anh không dám ra ngoài để nói chuyện với cháu cứ mượn rượu về thì bắt đầu anh ấy về ra anh đánh cháu lúc anh bảo là mẹ có người nọ kia thực chất cái cuộc sống nó khổ Thôi được rồi, bây giờ cũng sẽ chẳng nói làm gì cả. Phần đấy tuổi đầu rồi, mỗi người đều có ý thức. Anh ấy không thay đổi được thì mình phải thay đổi. Mình thay đổi đây không có nghĩa là mình phải 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 cũng lại đi cặp bồ hay cặp bịch để cho giống anh ấy. Mà đấy, em đã làm một bước đầu rất là đúng, đó là buông. Người ta nói rằng là khi mình đã cố gắng hết sức, dồn tâm sức để mình cải tạo sửa chữa một cái gì đó mà nó không đạt được như mong muốn thì con đường tốt nhất là cứ buông dần ra, sao mình cứ phải cố gắng thay đổi một người đàn ông chứ có phải đứa trẻ con đâu, đúng không? Để mà bảo là nay giáo dục mà mai uốn nắn, mà cũng chả phải những cái lỗi lầm vô ý gì để mà bảo có thể mình tha thứ. Đây là những cái việc làm mà có chủ định, một việc làm mà có ý thức. Anh ấy có thể rất là chủ quan rằng là lấy nhau 19 năm nay, bây giờ ba đứa con chắc bà cũng chả dám làm gì đâu, cũng chưa chắc đã dám bỏ, Tôi chắc thấy là chẳng anh ấy coi cháu không là cái gì thật. rồi nghĩ rằng là dọa thôi chứ chắc chẳng dám làm gì đâu. Có ghen tuông thì gầm mỹ lên, đã thế thì tao dọa tao đánh cho một trận, thế rồi lại im mồm. Anh ấy muốn là duy trì cuộc sống hiện tại, vợ vẫn là có vợ, con vẫn có con, ngoài ra thì anh vẫn được tự do bay nhảy và làm những việc anh ấy thích. Thật ra thì anh là một người đàn ông sống thiếu trách nhiệm,
Thì nói được việc đầu tiên là không có trách nhiệm với lại gia đình, không có trách nhiệm với bản thân mình. Mình bây giờ mình không không phải họp hành rồi van xin là anh đừng hay là khuyên can gì nữa. Mà đến lúc mình sống cho mình và cho các con. Có điều là thế này, có điều là con đầu cháu là nó đang năm 12 thi đại học chứ. Cháu cũng không muốn cãi nhau ở Mỹ làm gì để cho con nó ảnh hưởng. Thực chất là cháu có muốn yên cũng không yên cơ chú ạ. Mình thật ra thì anh ấy cũng phần đấy tuổi và cũng đi làm chứ không phải là người ốm yếu khuyết tật gì. Mình nói chuyện rất đàng hoàng đi. Bây giờ ba con đi học, nhất là đứa lớn đấy, nó học lớp 12, rất là tốn kém. Thôi anh làm ít làm nhiều, bây giờ em không quan tâm, mỗi tháng anh hỗ trợ em 2 triệu hay 3 triệu tùy đấy, theo cho mình có cái quy định ấy, để nuôi con, ít nhất cho nó có tí trách nhiệm. Thế còn thì em sẽ thề là hay là hứa em sẽ không quan tâm đến việc anh, vì anh cũng là cái người bố rồi, sắp tới rồi ra ngoài đường anh cũng là người đàn ông trưởng thành rồi, anh tự ý thức được rằng đối với anh cái gì là quan trọng, cái gì là cần thiết. Còn thì em nói thì chắc cũng chả thay đổi gì nữa đâu. Từ nay thì em sẽ không nói năng gì, nhưng cũng mong anh là không được đụng chạm gì để cho em có thời gian, sức khỏe, tâm sức để em còn làm ăn kinh tế, còn nuôi các con ăn học. Thế và yêu cầu có một sự đóng góp. Ông ấy thấy mình rắn giỏi này, mình cũng chả cần gì, để mình cũng chẳng lên lớp mình nữa này, cũng chả gây sự gì được mình, đúng không? Thế còn thì một thời gian nữa mà mình làm rắn giỏi như thế mà ông vẫn chả thay đổi gì, tức là cái con người nó đã trở thành cái bản tích rồi, bản tính rồi. Các cụ nói là giang sơn dễ đổi chứ bản tính khó rời, mà một người đàn ông 40 tuổi rồi thì chắc là cũng sẽ khó uốn nắn lắm đấy, trừ có khi chính người trong cuộc là muốn thay đổi. Qua cái cơn mà cháu nó học 12 rồi nó tốt nghiệp rồi nó đi vào đại học. Thì thực chất con đầu cháu nó học rất tốt, cháu không muốn tạo điều kiện cho con lúc mà nó chỉ cần ra ngoài đi học 1-2 năm thôi, cái nhìn nhận xã hội nó khác lắm. Có khi chứ nó sau về nó sẽ nói với mẹ là mẹ ơi mẹ dũng cảm đi, mẹ cắt đi chứ mẹ khổ quá. Nó bảo cháu là mẹ buông đi, mẹ phải khổ thế. Đấy, bây giờ các bạn ấy trẻ, các bạn nhìn nhận cuộc sống ai cũng thế thôi, cái đời người ngắn ngủi, mỗi người có một cái cuộc đời, sao mình để những năm tháng 19 năm trời là trọn vẹn trong cái tuổi thanh xuân của mình mà chịu một cái cuộc hôn nhân nó không hạnh phúc như thế. Cho đến bây giờ mình mới nghĩ đến chuyện là phải cho mình rồi thì bây giờ cháu mới nghĩ cho mình không muộn lắm, chưa muộn lắm. Chứ còn nếu mình cứ cam chịu, mình cứ nhẫn nhịn đến lúc 50-60 hoặc là lúc mình ốm yếu rồi đấy, hoặc là chẳng may trời không cho mình sức khỏe, mình còn không làm ăn được, trông đợi gì ở cái người chồng mà vô trách nhiệm ấy. Lúc ấy mình có khi nằm đấy chết ốm chết khát, miếng cháo chả được miếng nước thì không. Cho nên hãy nói cho bản thân, kinh doanh buôn bán phải biết tích tụ, tích lũy nhá. Kiếm được 10, tất nhiên lo cho con rồi, mình cũng phải có tiết kiệm này hay là một cái gì đó để mình phòng thân, vì chẳng ai biết trước được điều gì, đúng không? Lúc này khỏe chứ mình chỉ cần ốm như cái mình khỏe này thì mình làm ra tiền để làm chỗ dựa cho con, chứ cần chỉ cần mình ốm đau sơ sẩy gì thì mình khổ, các con khổ. Thế còn cái việc mà không mất công mất thời gian để đâu để mà đi theo dõi rình rập hay là đi khuyên răn một cái người đàn ông 40 tuổi mà đã không coi gia đình vợ con là cái gì, nhưng sống cho mình, sống cho các con. Nói chuyện với chú nó cũng thoải mái. Cháu bảo là yêu cầu là cháu được gặp chú. Rồi thế thì tốt lắm nhé. Rồi và bây giờ thì là bạn đã nghe rõ hơn những lời chia sẻ của anh Đinh Đoàn và đã được tiếp xúc trực tiếp với anh Đinh Đoàn rồi đó. Cảm ơn chú ạ, cảm ơn anh. Hy vọng là bạn sẽ mạnh dạn quyết định sáng suốt để lựa chọn được cái cuộc sống thực sự là đáng sống nhé. Cảm ơn anh Đi Đoàn, xin chào bạn. Cảm ơn anh ạ. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Hải Dương. Alo, thính giả gọi điện từ Hải Dương phải không ạ? Dạ vâng ạ. Vâng, em chào anh Đi Đoàn và bác sĩ Hoàng Thị Hải và chương trình ạ. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Bạn có thể nói câu hỏi em năm nay là 35 tuổi ạ. Em ở Hải Dương.
Em có một vấn đề là muốn các chuyên gia tư vấn cho em. Cách đây 2 năm có bác phải cái chứng bệnh đầu đi qua bị đấy. Do chủ quan nên thế là đã chạy xuống tinh hoàn ấy, một vị tinh hoàn là thời điểm đấy là mới bị là nó sưng lên. Trong giai đoạn ấy thì em có lên Hà Nội khám và điều trị thì là có thuốc nhưng mà hiện tại là nó cũng có teo nhưng mà trước 10 bây giờ nó chỉ được khoảng độ 5 thôi ạ. Nhưng mà nó teo mất một nửa rồi. Và trong cái thời gian khi mà chưa điều trị khỏi xong ấy thì về cái tình trạng là quan hệ giữa hai vợ chồng nó rất bình thường. Sau khoảng 2-3 tháng ấy nó là rơi vào tình trạng là gần như là nó không có ham muốn luôn. Bây giờ làm thế nào ạ? Và em có đi khám rồi, người ta chỉ bảo là em đi khám ở trên Hà Nội đấy. Người ta có bảo là cái này thì là do cái biến chứng của quai bị. Thì bây giờ là cũng không biết làm thế nào cả, bây giờ chỉ có tự hai vợ chồng thôi ạ. Thì em muốn các chuyên gia tư vấn cho em làm thế nào. Vâng, cái biến chứng của quai bị đã ảnh hưởng khá nhiều tới cuộc sống gia đình của hai vợ chồng bạn. Và hiện nay thì bạn rất là lo lắng, không biết là sẽ phải đi khám chữa ở đâu. Và bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình sẽ tư vấn cho bạn ạ. Xin mời bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Tôi chào em. Dạ vâng, em chào chị ạ. 35 tuổi, đang ở độ tuổi rất là sung sức đúng không? Thế mà bây giờ lại bị như thế này đúng là cũng hơi lo nhỉ. Thế vợ có ý kiến gì không? Vợ em thì cũng không có nhu cầu nhiều lắm, nói chung là chị cũng không đòi hỏi gì đâu, nhưng mà em tự cảm thấy bản thân mình là một người đàn ông tự dưng là trước kia thì chẳng nhẽ là một tuần là hai vợ chồng là qua lại được 2 lần, mà bây giờ là cả tháng chả đụng một lần nào ấy. Mà em thì là cái nhà đi lái xe như này rất là mệt mỏi. Đúng rồi. Và bản thân em ra ngoài cũng rất là trong sạch, không có trai gái gì cả. Lo vợ là vợ em thì trước khi mà em bị rồi thì là cũng bị lây của em luôn. Đúng rồi. Vợ chồng em cũng lo mà em muốn đẻ một bé nữa mà không biết là có được hay không. Tức là hai vợ chồng bạn hiện nay là mới đang có một em bé đúng không? Cháu được mấy tuổi rồi? Là một cháu lớn thì là 11 tuổi, còn cháu bé năm nay được 5 tuổi rồi. Thế tức là bây giờ lại muốn sinh thêm một em bé nữa gì? Đó vâng, căn bản là cũng đi làm này cũng tích lũy được, cũng xây được cái nhà nó cũng khá khá nên đến là có thể một bé nữa cho nó cũng cái nhà lên. Em có nói là em bị quay bị tức là cách đây 2 năm. Thế và nó có biến chứng là viêm tinh hoàn và bây giờ là teo mất tinh hoàn một bên đúng không em? Vâng, nói chung là cả hai bên thì nó gần như là bây giờ nó đưa lương nhau. Thì nó 10, bây giờ nó chỉ được 5 thôi. Tức là trước này nó rất là hoành tráng, bây giờ nó chỉ không, nó được 5, nó nhỏ lại. Tức là cả hai bên à? Cả tinh hoàn hai bên à? Nó chỉ sưng một bên thôi, nhưng một bên nó lại teo theo. Em có nói với chương trình là em có đi khám rồi, vậy em đi khám ở đâu vậy? Em đi khám ở cái bệnh viện Nam Học Hà Nội chứ ạ? Ừ, bệnh viện Nam Học và hiếm muộn chắc là ở chỗ đường Tam Trinh à? Của Hà Nội. Đúng rồi, chỗ đường Tam Trinh rồi ạ. Em đến đấy thì các bác sĩ người ta khám, người ta siêu âm rồi là người ta kiểm tra tinh hoàn cho em thì người ta nói thế nào? Tức là người ta nói về kích thước rồi là về là có làm xét nghiệm tinh dịch đồ cho em không? Dạ có làm. Làm hết tất cả các cái đấy thì là người ta chẩn đoán là do biến chứng quai bị, bây giờ là cái nhu cầu chắc chắn là sẽ giảm sút, không được bệnh chua, nhưng mà người ta có cho cái chất thuốc mà để hỗ trợ chức năng nam giới đấy. Em có uống nhưng mà uống thuốc vào thì khỏe lắm, uống thuốc vào thì đòi vợ liên tục, nhưng mà ngừng thuốc thì nó lại trở lại trạng thái gần như không có ham muốn gì luôn. Hiện tại bây giờ em cũng có đi làm như này cũng không có thèm thuồng, cũng chẳng có gì cả. Người nó mệt mỏi lắm. Thực ra chị muốn nói với em thế này, tức là em đang hiện nay em đang bị áp lực cả hai phần, một phần là các kết luận của bác sĩ về tình trạng cơ quan sinh dục của mình, nhưng mà phần thứ hai cũng không hề kém một chút nào, đấy chính là phần tâm lý. Lúc nào em cũng căng thẳng vì việc là mình làm không, chuyện đấy nó không như mong muốn, rồi là chất lượng của nó không như mong đợi, và nó làm cho em bị một cái áp lực rất là lớn, cả vấn đề về thể chất cũng như đặc biệt là vấn đề về tinh thần, nó sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của em rất là nhiều.
Bây giờ chị muốn nói với em là thực ra nếu mà đã bị biến chứng của viêm tinh hoàn mà lại là teo tinh hoàn sau quay bị, thì hiện tại đến bây giờ thì không có một cái cách nào để có thể thay đổi được cái trạng thái của tinh hoàn. Tức là nếu nó đã teo rồi thì không có cái thuốc gì mà làm cho nó trở lại cái trạng thái kích thước ban đầu đấy. Nhưng mà tinh hoàn thì nó lại rất là quan trọng, bởi vì nó là nơi vừa sản xuất ra tinh trùng và nó cũng là nơi mà sản xuất ra các nội tiết tố sinh dục nam nữa. Theo chị thì thế này, có lẽ là trước mắt bây giờ thì mình cũng phải chấp nhận một cái thực tế là không có cái cách gì để có thể thay đổi được cái trạng thái của tinh hoàn. Thế và mọi sự hỗ trợ của bác sĩ thì chỉ là hỗ trợ thôi, hay nói cách khác là chỉ điều trị triệu chứng cho em thôi nhá. Vậy thì bây giờ nó đã, tình trạng nó đã như thế này rồi thì gần như không có thay đổi được cái gì nhiều nữa, không can thiệp được cái gì. Thế thì hai vợ chồng mà thứ nhất là muốn có em bé nữa thì có lẽ phải cần có sự hỗ trợ của y tế, hay nói cách khác là cần phải có hỗ trợ sinh sản để người ta có thể có những cái biện pháp mà người ta tăng được cái số liệu cũng như là chất lượng tinh trùng của em lên, kể cả những cái biện pháp mà can thiệp trực tiếp vào tinh hoàn đấy, thì mới có thể giúp cho cái việc có thai nữa. Chưa kể là vợ thì cũng lại bị lây quay bị nữa, thì nếu muốn có em bé thì cả hai vợ chồng đều phải đi khám, đánh giá lại tình trạng của cơ quan sinh dục của cả hai, kể cả của vợ. Vợ cũng phải kiểm tra buồng trứng xem thế nào, rồi là chất lượng trứng của vợ ra làm sao, thế cũng như là những cái hoạt động khác của cơ quan sinh dục. Bởi vì là nếu mà vợ cũng bị lây quay bị thì nó cũng có thể bị những cái biến chứng như vậy. Thế còn quay trở lại cái việc của em thì theo chị thế này, có lẽ năm nay mình 35 tuổi, nghề nghiệp của mình nó cũng khá là áp lực, người lái xe nó cũng căng thẳng về tinh thần, hay phải đi đường dài. Em lưu ý là cố gắng là mình ví dụ như là người ta cũng đã có rất nhiều những cái khuyến cáo là với những cái người làm nghề lái xe ấy, khi mà anh ngồi lái xe đường dài, anh lái xe lâu ấy, thì cái việc anh cái cơ quan sinh dục của anh, kể cả những cái vùng mông rồi là những cái vùng cơ quan sinh dục, nó sẽ tì đè tiếp xúc rất nhiều xuống cái ghế của ghế lái xe ấy. Thế và chính cái việc đó nó cũng cản trở lưu thông máu cho cơ quan sinh dục của mình, và nó cũng là có thể là một trong những cái nguyên nhân ảnh hưởng tới cái hoạt động cơ quan sinh dục của em. Chưa kể là khi ngồi như thế, nếu mình không có các cái biện pháp bảo vệ mà nó tăng nhiệt độ thường xuyên ý, thế và kéo dài chẳng hạn, thì nó cũng ảnh hưởng tới tinh hoàn nhá. Thế theo chị thế này, có lẽ là tình trạng của mình thì mình có rất nhiều những cái mong muốn. Thứ nhất là mình muốn cải thiện về cái chất lượng quan hệ tình dục, thứ hai là mình lại muốn đánh giá xem cái khả năng mình có thể có thai tự nhiên được với vợ nữa hay không, đúng không? Thế và muốn làm cái điều này. Em nhắc tiếp. Em mới vừa rồi là đi khám lại ấy, cách đây được khoảng một tuần ấy, cũng lại khám lại bệnh viện Nam ở Hà Nội trường thần kinh, thì là em xét nghiệm tinh dịch. Vâng, thì là trước kia thì em đi xét nghiệm lần đầu thì là bác sĩ bảo là chỉ còn 2% là tinh trùng sống sót thôi. Ừ đấy. Tức là 2% thì tinh trùng khỏe mạnh thôi. Nhưng mà đến bây giờ là em đi khám lại là vừa rồi thì em không cầm cái hồ sơ cũ này đâu. Em chỉ đi khám như bình thường thôi. Thì là người ta lại chẩn đoán là bây giờ là 75% tinh dịch sống. Thì là em có muốn hỏi là bây giờ là như vợ em, là em muốn hỏi một vấn đề là vợ em trước bị quay bị đấy, nhưng mà không bị chạy đấy, tức là bị quay bị là kiêng dè được ấy, thì là cũng chỉ có được hơn một tuần là khỏi thôi, thì là nó không có chạy trước gì cả. Thì em hỏi là có thể là có thai bình thường hay không, thì người ta bảo là cái này thì còn phải chủ động là ở bên em nữa. Bây giờ chị muốn nói với em thế này nhá, chị thời lượng của chị nó không có nhiều. Chị muốn nói với em thế này này, thứ nhất là muốn khám để đánh giá việc cái khả năng có thai tự nhiên hay không thì cả hai vợ chồng đều phải đi khám. Của em làm xét nghiệm tinh dịch đồ đã được rồi, tức là đánh giá đấy mới chỉ là về số lượng của tinh trùng thôi, thế còn chất lượng của tinh trùng nữa. Đấy, cái thứ hai là em cũng cần phải làm một cái xét nghiệm, chính là cái xét nghiệm nội tiết tố sinh dục nam để đánh giá lại cái khả năng hoạt động của cái tinh hoàn của em. Đặc biệt là về phía vợ,
về phía vợ thì kể cả có những cái người mà người ta mắc nhiễm virus quai bị, người ta không có triệu chứng lâm sàng, nhưng nếu nó mà có biến chứng, nó vẫn có thể có biến chứng, nó không có biểu hiện lâm sàng. Vì vậy mình rất cần là hiện nay tình trạng như của nhà em, cả hai vợ chồng mình đều nên đi khám nếu như muốn có thai tự nhiên nhá. Thì khi mà đi khám ở những cái cơ quan, các bệnh viện mà về chuyên ngành sản phụ khoa ấy, có cơ quan hỗ trợ sinh sản, người ta sẽ đánh giá cái tình trạng của nhà mình, và lúc đó mới quyết định được là việc đấy nó ở nhà mình nó thuận lợi hay là nó khó khăn, nó hạn chế ở chỗ nào, và dựa trên những cái kết quả đấy người ta sẽ đưa ra cho mình những cái phương pháp để mình có thể can thiệp được em nhé. Thế còn của riêng của em ý, thì theo chị thế này, nếu mà như thế chứng tỏ là cái lần trước em đã điều trị ở ở bệnh viện Nam Học ý, là tương đối có tiến triển đấy. Thế thì bây giờ thứ nhất là mình giải tỏa về mặt tâm lý một chút để cho nó thoải mái đi nhá. Hai vợ chồng lấy nhau, mình cũng ở với nhau lâu rồi, bây giờ cuộc sống cũng rất là vất vả, mình đừng có quá căng thẳng về chuyện ấy thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới em. Thế cái thứ hai nữa là cùng nhau đi kiểm tra xem là nó có hạn chế chỗ nào hay là nó có khó khăn chỗ nào thì mình sẽ cùng nhau xử lý. Chị tin là với cái chất lượng như vậy thì cũng được mà. Cuộc trò chuyện của bạn với bác sĩ Hoàng Thúy Hải xin dừng tại đây. Chúc cho bạn sẽ chữa được bệnh và hai vợ chồng bạn sớm có tin vui. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Alo. Vâng, chào bạn. Qua website cửa sổ tình yêu.vn, chúng tôi nhận được một câu hỏi liên quan đến vấn đề phụ khoa. Hiện giờ có bác sĩ Vũ Minh Phượng ở trên chương trình, và bạn có muốn tham gia chương trình để được bác sĩ tư vấn không ạ? Dạ có ạ. Vâng, bạn cho biết bạn đến từ đâu đấy ạ? Dạ, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ bác sĩ Vũ Minh Phượng sẽ tư vấn về vấn đề của bạn nhé. Bạn hãy chia sẻ vấn đề của mình. Dạ. Chị chào em. Dạ, em chào bác sĩ ạ. Thế vấn đề của mình là cái gì thế? Dạ, em hay bị nấm cây da bác sĩ. Nhưng mà em cứ bị hình như là một năm có thể tái đi tái lại từ 4 đến 5 lần. Cứ mỗi lần như vậy thì em đều đi khám phụ khoa ở bệnh viện lớn luôn. Thì cứ điều trị xong hết một các đồ điều trị, xong xuôi hết tất cả các nấm, thì khoảng 1 đến 2 tháng là nó sẽ bị tái lại. Mấy năm nay thì hầu như là nó đều bị như vậy. Mặc dù là em đã rất là kỹ càng trong cái khâu vệ sinh cũng như là quần áo, mà em vẫn không hiểu là tại sao em vẫn cứ bị tái đi tái lại như vậy hoài. Em có nói rằng là em bị cũng lâu lâu rồi và cũng đi khám rồi đúng không? Dạ. Thế và dạ, cứ sau một liệu trình thì nó khỏi, sau dạ, đó lại nó lại bị tái lại đúng không ạ? Dạ. Ừ. Dạ đúng ạ. Thế và em nói là em bị nấm đúng không? Thì chắc là dạ, đúng ạ. Em đi khám thì em đi khám ở bệnh viện nào? Bệnh viện nào trong dạ, Hồ Chí Minh? Alo, em ạ? Dạ, em nghe ạ. Ừ, thế em bị nấm thì em đi khám, người ta có soi, chắc là người ta có lấy tế bào âm đạo, người ta soi xong người ta bảo em bị nấm, đúng không? Dạ, đúng ạ. Ừ, thế thì người ta cho thuốc điều trị nấm và khỏi. Thực ra thì cái điều trị nấm ấy là nó cũng hơi khó khăn một chút. Thế và em thì cũng chăm sóc và cũng tìm hiểu thông tin ấy, thì em loại trừ ra các yếu tố vệ sinh rồi, là do vệ sinh cá nhân mà nó có thể lặp đi lặp lại đúng không? Thế nó còn có một cái mà nó có thể bị lại, đấy là em năm nay em bao nhiêu tuổi em nhỉ? Dạ 23. Em 23, thế có bạn trai chưa? Dạ em lập gia đình rồi ạ. Em lập gia đình rồi, có chồng rồi đúng không? Đấy dạ. Chị hỏi thế là bởi vì nó cũng có một nguồn lây nữa. Đấy là có thể là từ chồng nhá. Có thể khởi phát là mình bị. Thế nhưng mà do gần gũi vợ chồng thì có thể chồng mình cũng bị. Cho nên là khi mình điều trị thì khỏi rồi, nhưng lại có một nguồn lây. Mà cái nguồn lây ở đây thì em loại trừ nó là do yếu tố vệ sinh đi rồi. Quần áo là sạch sẽ, nguồn nước sạch sẽ. Nhưng lại có một cái nguồn nữa là có thể từ chồng. Thì không biết là chồng em có khám và có điều trị không? Dạ không ạ. À,
Vậy đấy là một câu hỏi để lửng đấy nhá, là một cái nguồn có thể thôi. Vậy những cái lần em đi khám lại ý, thì bác sĩ có nói lý do tại sao mà nó có lặp lại không em? Dạ không ạ, mỗi lần em đi khám thì cũng siêu âm rồi soi cái tế bào âm đạo thì chỉ nói là bị nấm thôi chứ không nói là nguyên nhân ạ. Ừ, thì người ta chỉ nói là bị nấm. Thế nhưng mà em có hỏi lại là ơ thế tại sao mà bị nấm, xong rồi tôi cứ dùng xong lại chỉ được 1-2 tháng thôi, xong tôi lại bị lại. Em có trình bày cái vấn đề đấy của mình với bác sĩ không, ở nơi em khám? Dạ có. Ừ, thế có, em có trình bày rõ ràng là em vẫn cũng vệ sinh sạch sẽ vậy đó, rồi tại sao nó lại cứ bị lại. Thế họ bảo sao? Thế họ bảo sao em? Dạ, nói bác sĩ nói là cứ điều trị hết một liệu trình, sau đó về, rồi nếu có gì thì quay lại tái khám thôi, chứ cũng không nói em nguyên nhân tại sao hết. Ừ. Thế lần tái khám của em tới sắp tới chưa? Dạ, sắp rồi ạ. Sắp rồi à? Ừ, theo chị thì lần tái khám tới này, mình nói tốt nhất là chồng đi cùng luôn. Thế xong là thế xong là mình có thể mình vào trình bày trước rằng là chị ơi, thế làm sao mà nó cứ bị đi bị lại, mà cứ một năm cứ vài ba lần như này thì khó khăn quá, liệu bệnh này nó có khỏi hẳn không? Đấy là một câu hỏi. Thế thì về vệ sinh là em cũng sạch sẽ rồi, thế liệu em có thể là bị lại ấy, là do gì, là do nguyên nhân gì, liệu có phải tại chồng không, tức là cái nguồn lây có phải là từ phía chồng nữa không, và chồng em có cần phải điều trị không nhá. Vì về nguyên tắc điều trị bệnh phụ khoa ấy thì người ta nói là điều trị là phải điều trị cả hai vợ chồng. Bởi nếu không, mình hỏi rồi nhưng nguồn lây của mình vẫn còn đó, thì rồi nó lại sang mà. Tuy nhiên là cái nấm này nó cũng không phải có nhiều loại nấm, và có những nấm thì có những tác giả thì người ta cũng không xếp vào bệnh lây truyền qua đường tình dục. Thế nhưng mà rõ ràng trong trường hợp của mình thì mình lại phải chú ý hơn nữa, là bởi vì mình theo điều trị khá là kiên trì này, đúng phác đồ này và giữ vệ sinh này, nhưng mà nó vẫn cứ tái lại thì lại phải tiếp tục tìm hiểu một nguồn lây nữa thôi nhé. Và nếu khi mình hỏi thế thì bảo à thế chồng như thế nào, bảo dạ chồng em có đi theo, thì các chị có thể cho chồng em khám để điều trị đồng thời cả hai vợ chồng xem là nó có tốt hơn không, chứ nó cứ tái đi tái lại mà mãi không khỏi như này em cũng thấy nó mệt mỏi hay gì đó, được không nào? Yeah. Ừ, thế nhá. Thế thì chúc em rằng là mình sẽ thay đổi một cái kế hoạch và cho thông tin kỹ hơn, thậm chí có những câu hỏi nó có thể là gợi ý thôi, để được thăm khám nó toàn diện hơn, thì hy vọng nó sẽ điều trị được triệt để hơn em nhé. Vâng, bạn nghe rõ bác sĩ tư vấn rồi ạ. Bệnh của bạn là bệnh mà có thể sẽ lây lan qua đường tình dục. Các bạn có gia đình, hai vợ chồng thường xuyên quan hệ với nhau, cho nên khi bạn điều trị một mình bạn khi uống thuốc thì sẽ có tác dụng ngay của thuốc, nhưng mà sau đó thì rất có thể bạn lại lây ngược lại từ chồng mình. Cho nên là trong cái tình huống như thế này thì cả hai vợ chồng đều nên thăm khám, và nếu cần điều trị thì điều trị cả chồng, và nên cách ly, tạm gọi là cách ly nhau một chút trong giai đoạn điều trị, để đảm bảo rằng là hiện tượng lây nhiễm nó không lây ngược trở lại bạn nhé. Dạ, em cảm ơn ạ. Vâng, cảm ơn bạn, chào bạn. Dạ. Vâng.